Sáng ngày 3 tháng 10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã có buổi tiếp đoàn công tác Trường Đại học Quốc gia Kyung Book Hàn Quốc do ông Hwa Sen-won, Phó Viện trưởng, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Phát triển Quốc tế Daegu Kyung Book trực thuộc Trường Đại học Kyung Book làm trưởng đoàn. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo một số sở ngành. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Ngọc Thành đã giới thiệu sơ bộ về vị trí địa lý, đất đai, thời tiết khí hậu, những thuận lợi về giao thông, nguồn nhân lực về lao động, lợi thế về các dự án thu hút đầu tư, tiềm năng du lịch thương mại dịch vụ của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai mong muốn đoàn công tác có những giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của Gia Lai để các doanh nghiệp Hàn Quốc khảo sát đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm, quan tâm kết nối về đào tạo nguồn nhân lực, tạo điều kiện để xuất khẩu lao động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Ngọc Thành mong muốn đoàn công tác Trường Đại học Quốc gia Dân Quốc Hàn Quốc tìm hiểu và giới thiệu cho Gia Lai, một tỉnh ở Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng để kết nghĩa, xây dựng mối quan hệ gắn bó, phối hợp trên nhiều lĩnh vực, cùng nhau tạo điều kiện giúp đỡ để hai địa phương ngày càng phát triển. Đại diện đoàn công tác Trường Đại học Quốc gia Dân Quốc Hàn Quốc, ông Hợp Qua Xe Hợp Quang, Phó Viện trưởng, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Phát triển Quốc tế DIGO Kyung Book đã cảm ơn sự tiếp đón thân tình của lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Ông Hợp Qua Seo Hợp Quang đánh giá rất cao những tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, nhất là vùng chuyên canh cây nông nghiệp, công nghiệp và phát triển du lịch. Đoàn công tác sẽ hỗ trợ đầu tư về đào tạo nguồn nhân lực và thị trường xuất khẩu lao động, tìm kiếm xúc tiến đầu tư về du lịch, giới thiệu quảng bá hình ảnh cũng như một số sản phẩm nông sản chủ lực của Gia Lai đến du khách Hàn Quốc. Đồng thời cam kết sẽ liên kết hỗ trợ Gia Lai về kỹ thuật mẫu mã trong sản xuất một số mặt hàng thương phẩm có giá trị cao, hướng tới đưa sản phẩm đặc trưng Gia Lai rộng rãi trên thị trường Hàn Quốc và vươn ra nhiều nước trên thế giới. Chiều qua ngày 2 tháng 10, đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,